Đừng sợ thất bại, chỉ là thành công bị trì hoãn. Đây là cách những người nổi tiếng vượt qua cú sốc bị từ chối. Bất kể bạn là ai, bạn làm gì, thì bạn cũng luôn phải xác định rằng sẽ phải đối mặt với rất nhiều lần bị từ chối khỏi thành công. Nhưng những lần không ấy hoàn toàn không phải là sự thất bại, mà chỉ là vấn đề đặt ra cho bạn phải xử lý nó như thế nào. Đó là câu chuyện của việc khi gặp một bức tường gạch vững chắc trước mặt, bạn sẽ để nó ngăn cản mình hay học được những bài học đắt giá và tìm được cách vượt qua nó. Hãy cùng chúng tôi kể một câu chuyện về những người nổi tiếng trên thế giới sau khi đã vượt qua những lần bị từ chối, thậm chí thất bại đến thảm hại ra sao trước khi bạn học được rất nhiều từ đó và thành công. Steve Jobs. Không thể phủ nhận rằng Steve Jobs là một biểu tượng của thế giới công nghệ. Nhưng ông cũng nổi tiếng với phong cách lãnh đạo theo trường phái hiếu chiến, điều dễ khiến con người ta đi theo đường lối sai lầm. Đến mức vào năm 1985, ông đã bị sa thải khỏi Apple, công ty mà chính ông là nhà sáng lập. Sau đó, ông lập ra một công ty phần mềm khác, Next, và mua lại một xưởng phim hoạt hình nhỏ mang tên là Pixar. Năm 1997, ông quay trở lại Apple và giúp công ty này trở thành một trong những công ty niêm yết có giá trị lớn nhất trên thị trường. Trong một bài diễn văn tại Đại học Stanford vào năm 2005, Steve Jobs đã nói rằng thời gian rời khỏi Apple thực sự giúp ích cho ông rất nhiều. Ông nói rằng, tôi đã không nhận thấy điều đó, nhưng việc bị Apple sa thải là một điều tốt từng xảy ra đến với tôi. Sức nặng của việc buộc phải thành công được thay thế bởi sự nhẹ nhõm của một người đi khởi đầu, không chắc chắn về mọi thứ, nó giải phóng tôi và trở thành một trong những giai đoạn sáng tạo nhất trong cuộc đời của tôi. J.K. Rowling. Vào năm 2016, tác giả bộ sách nổi tiếng Harry Potter đã chia sẻ trên trang Twitter cá nhân một vài trong số rất nhiều bức thư từ chối cô đã nhận được trong nhiều năm trời. Cho cả tập đầu tiên của Harry Potter, tập sách đã bị từ chối tới 12 lần trước Lee Bloomberry đồng ý xuất bản nó, và cả series truyện trinh thám Cormoran Strike, bộ truyện cô viết dưới bút danh Robert Galbraith. Kể từ khi cô quyết định nộp bản thảo mà không sử dụng tên J.K. Rowling, cô đã không còn tận dụng được những lợi thế từ Harry Potter nữa. Nhưng cô vẫn tiếp tục gửi bản thảo. Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào tất cả nhà xuất bản đều từ chối tôi. Nhưng tôi cũng thường lo sợ điều đó sẽ xảy ra. Tôi không có gì để mất và điều đó làm tôi luôn có đủ can đảm để cố gắng. Elon Musk. Nếu bạn có cơ hội để quan sát kỹ sự nghiệp của Elon Musk tính cho tới nay, bạn sẽ thấy rải rác trong đó là những lần thất bại, những bước đi sai lầm, những khi bị từ chối. Elon Musk không hoàn toàn được chú ý trước khi xin việc tại Netscape vào năm 1990. Ông đã bị sa thải khỏi vị trí CEO của PayPal. Ngoài ra, ông còn bị các công ty Nga từ chối bán bất cứ tên lửa nào khi ông cố gắng gây dựng công ty hàng không vũ trụ của mình. Nhưng người ta cũng nhìn thấy rằng, cứ sau mỗi lần thất bại, ông lại xây dựng được điều gì đó mới mẻ hơn. Sau khi bị từ chối ở Netscape, ông lập nên doanh nghiệp đầu tiên của mình, ZipTrue. Sau khi bị sa thải khỏi PayPal, ông trở thành người đồng sáng lập của hàng loạt doanh nghiệp khác như Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company. Elon Musk vẫn phải tiếp tục đối mặt với các vấn đề trong các doanh nghiệp này của mình, nhưng ông không ngừng chiến đấu để vươn tới các thành công mới. Oprah Winfrey. Nhìn Oprah Winfrey thành công của ngày hôm nay, ít người biết rằng bà đã sớm gặp nhiều thất bại mà chính những thất bại ấy đã hun đúc nên một biểu tượng truyền thông ngày hôm nay. Sau 7 tháng trời làm người đồng dẫn chương trình cho mục tin tức buổi tối tại một đài địa phương ở Baltimore, chia sẻ công việc với một người dẫn dắt kỳ cựu khác, người thường xuyên coi thường bà, Winfrey bị sa thải. Sau đó, bà có cơ hội trở thành host của People Are Talking, chương trình giúp bà nhận được nhiều sự chú ý hơn thất bại đầu tiên của mình. Tận dụng tối đa cơ hội và những điều đã học được từ The Baltimore Sun, Winfrey mới có được thành công như ngày hôm nay. Oprah Winfrey đã chia sẻ rằng, không phải tất cả những kỷ niệm ở Baltimore đều dễ chịu, nhưng Baltimore chính là nơi đã biến tôi trở thành người phụ nữ đích thực. Khi bắt đầu công việc ở Baltimore, tôi ngây thơ, thiếu kỹ năng và thực sự không biết gì nhiều về công việc. Chính Baltimore đã giúp cho tôi trưởng thành. Warren Buffett. Là một trong những người giàu nhất hành tinh hiện tại, Warren Buffett năm nay đã 88 tuổi và bắt đầu kinh doanh từ khi còn 11 tuổi. Chắc hẳn bạn nghĩ mọi việc đối với ông đều trơn tru. Nhưng thực tế là ông cũng từng đối mặt với không ít thất bại. Năm 19 tuổi,
Warren Buffett đã cố gắng để vào trường đại học trong mơ của mình là Harvard, nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn cho cuốn tự truyện của mình, ông đã chia sẻ, một cựu sinh viên Harvard phỏng vấn tôi khoảng 10 phút, anh ấy đánh giá khả năng của tôi và quyết định đánh chia tôi. Trong khi Harvard không phải là điểm đến phù hợp, ông đã đến với trường Columbia, nơi ông đã được trang bị các kỹ năng cho sự nghiệp của mình. Jeff Bezos. Mặc dù Amazon đang thành công đến mức nhiều thành phố của Mỹ đang tích cực mời chào để người khổng lồ công nghệ này đặt trụ sở chính thứ hai của mình tại đó, nhưng những năm tháng khởi nghiệp đầu tiên, Bezos phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi liệu doanh nghiệp của mình có phát triển được hay không. Ông đã phải rất vất vả để gây dựng được hoạt động kinh doanh với không ít lời từ chối từ phía các nhà đầu tư, bỏ tiền vào một thứ được coi là viển vông tại thời điểm đó. Bezos chia sẻ, đó là vào năm 1995, câu hỏi đầu tiên mà mọi nhà đầu tư đã hỏi tôi rằng, Internet là gì? Mọi thứ đã có thể kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu. Tôi đã phải tổ chức tới 60 buổi hội nghị để kiếm được $1,000,000 đầu tư. Sau đó, tôi tăng lên thành 22 người với khoảng $50,000 một người. Cuối cùng, có vẻ mọi người đều đã nắm bắt được những gì ông muốn gây dựng và chúng ta có Amazon của ngày hôm nay. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.